Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 2 trên 6 của bài 15. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu cái bản từ đó là từ số 7. Đọc là Piao. Piao âm hán Việt là phiếu. Âm hán Việt này vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Và với cái nghĩa là cái vé hoặc là cái phiếu. Như vậy vé xe thì chúng ta có Chơ Piao. Vé xe lửa hoa chơ piao Vé máy bay là phê Piao, Vé bơi là dỗ dùng Piao, xem phim là tiên diện Piao, Cứ y như vậy chúng ta ghép vô Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xéo li của mày lên lèn trang tiên diện Piao, Xéo li của mày lên lèn trang tiên diện Piao. Bạn Lý à, mình đã mua hai cái vé xem phim lèn trang Trang là lượng từ của tiên diện Piao, Hai cái vé xem phim xin nǐ xem xin bạn đi xem phim. Ni -ren -ba. Ni -ren -ba. Một một bạn đi đi, à, tôi không đi. Ni Ni Khi mình thấy ai có cái biểu hiện gì bất thường hoặc là có cái thái độ gì đó không có giống như bình thường thì mình sẽ hỏi nǐ Tức là bạn sao vậy? Bạn bị sao vậy? Trai sân của tôi Trai sân của tôi sân chi là giận và giận ai thì mình đưa cái đối tượng vào giữa. Trai sân của tôi mà đang giận tôi à? Này不是说, wo -ma. Này不是说, à? Hôm qua không phải bạn đã nói, hôm qua không phải bạn đã nói, hôm qua không hôm qua không phải bạn đã nói, hôm qua không phải hôm nay đưa tôi hôm hôm qua không phải bạn đã nói là hôm nay đưa tôi đi chơi quần vợt à? quay xe chơi gì nè? quay xe chơi gì nè? xe gì là mưa xe chơi gì là đang mưa bên ngoài đang mưa buồn nỡ suy tà xỉu à không thể đi chơi bóng được xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xéo lì quả mai lơ liền trắng tiên diện pheo xin nghỉ suy khan tiên nhịn 你一个人去吧，我不去。你怎么了？在生我的气吗？昨天你不是说今天陪我去打网球吗？外边下着雨呢，不能去打球啊。 cái tiếp nữa chúng ta xem à, từ thứ tám từ thứ tám đọc là răng rang âm hán việt là nhượng vẫn còn dùng nhiều trong tiếng việt của mình ví dụ như chuyển nhượng à, vẫn còn dùng hay là nhượng bộ à, vẫn còn dùng với cái nghĩa à, thứ nhất chúng ta khảo sát đó là để à, để chúng ta xem ví dụ bên dưới miễn thiên sĩ suy ban lĩnh lão sư na miễn thiên sĩ suy ban lĩnh lão sư na ngày mai <laughs> ai đi giúp thầy Lâm vậy? Ngày mai ai sẽ đi giúp thầy Lâm vậy? Sĩ chú bán lĩnh lão sư nè? để tôi đi đi, để tôi đi nhé. Miễn của mỹ Ngày mai tôi không có việc gì, ngày mai tôi không có việc gì. Xéo lì kênh sẽ cùng đi với bạn, được không? À. 我一个人去好了. Vừa một mình tôi đi là được rồi. Khảo lên ngay chỗ này mình có thể dịch là được rồi. Một mình tôi đi là được rồi. 你去过他家吗?你去过他家吗? Bạn đã từng đi đến nhà của thầy chưa? Thá đây sẽ hiểu là lĩnh lao sư đó. Bạn từng đi đến nhà của thầy chưa? Từ qua đứng liền sau động từ để chỉ cái hành động nó từng xảy ra. Tôi đã đi nhiều lần

Tôi một người đi,好了. xưa rồi. Cái tiếp chúng ta cũng tìm hiểu cái từ răng này với một cái nghĩa khác là bảo hoặc là kêu. Ví dụ ai bảo bạn làm cái việc này, ai kêu bạn làm việc này. Tiểu Lin, hôm qua ai bảo bạn làm sư này? Tiểu Lin. Chỗ thiên suy răng nị Chuy sư Bạn Lâm mà Hôm qua ai bảo bạn Hoặc là ai kêu bạn đi giúp thầy Vương vậy Suy răng nị Ai bảo bạn Ai kêu bạn suy băng quảng sư Mấy yêu răng yêu Không có ai Kêu tôi đi cả là tôi Là tự tôi đi đó Sư tơ đây là để nhấn mạnh thôi và một nghĩa nữa của từ rang có nghĩa là nhường ví dụ như mình có việc gì đó mình muốn đi nhưng mà có người người ta cản phía trước mình hay là mình muốn khiêng đồ gì nặng nề nhưng mà có người người ta ngồi hay người ta đứng cản cái lối đi của mình á thì mình sẽ nói tôi bu chỉ xịn răng luôn à, tôi bu chỉ xịn răng luôn xin lỗi à, xin nhường đường cho à, xin nhường đường cho Họ, à, vâng xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xèo liến thiên banả mấy giờ rảnh răng tôi họ kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ chính là từ XÔ XÔ, âm ăn Việt là thác hay là thố thì không thấy còn dùng ở trong tiếng Việt hiện đại của mình nữa chúng ta có vài cái nghĩa thứ nhất là nhầm hoặc là sai như vậy là chúng ta xem khảo sát bên dưới nè ví dụ mình làm nhầm cái gì đó nó là uh, wo cho xô so xô là hoặc là nì cho xô so là thiên xô so. thiên xô so là nghe nhầm ví dụ người ta nói điều này mình nghe thành cái điều khác thiên xô so. khan xô so là nhìn nhầm xem nhầm xẻ xô so là viết nhầm chúng ta xem ví dụ bên dưới xéo lì chứ cơ hạn dư ní sẽ xô là xéo lì chứ cơ hạn dư ní sẽ xô là bạn lý à cái chữ hán này bạn viết nhầm rồi ní sẽ xô là sư má sư má thật không hoặc là đúng không rẩn dư ní xẻ trần ru dư là rẩn dư là chữ nhân ní xẻ trần là bạn viết thành ní xẻ trần ru dư là bạn viết thành chữ nhập rồi

今天上午，他还在北京呢。今天上午了，sáng hôm nay，他还在北京呢。呃，bạn ấy vẫn còn ở Bắc Kinh。xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Xẻo lì, chơi cơ hăng chưa? Nǐ xẻo xua là？是吗？人字你写成入字了。昨天上午，我看见王兰去喝咖啡。 Ni ý là ta hãy chiến kế tiếp cũng từ xô so đó à, chúng ta có một nghĩa khác tức là xấu hoặc là kém hoặc là tệ và nó thường hay dùng ở cái hình thức uh, phủ định là bùa xô Bùa xô là không kém không tệ có nghĩa là tốt đó, là bằng với họ chúng ta xem ví dụ bên dưới

nhưng mà nó là màu đỏ thì nó không có đẹp. Bố hào khan. Khủng sơ tơ ở đây chúng ta sẽ hiểu là khủng sơ tơ di phu. Nhưng mà cái trang phục màu đỏ thì nó không đẹp. Qua trí tò, ni trứ xì huan hay sơ khởi bãi sơ. Qua trí tò, em biết. Nì trứ xì khoan hay sơ khởi bãi sơ. Chỉ thích màu đen và màu trắng thôi. Ni xoan trời trên phu bố hào khan. Nì xoan trên trên dí phụ bố hào khan Em mặc cái bộ đồ này nó không có đẹp Em mặc cái bộ trang phục này nó không có đẹp Bố hào khan Sĩ tôi số hào khan Sĩ tôi số hào khan Ai cũng đều nói là đẹp hết Chiêu nì dí cơ rỉn so hào khan Chiêu ngay chỗ này là bằng với trự Có nghĩa là chỉ à, Chiêu nì dí cơ Có nghĩa là trự dỗ nì dí cơ rỉn Chỉ có một mình chị, Số bố hào khan Nói là không đẹp thôi

từ tọa này vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình và vị là vị trí cũng còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. À, với cái nghĩa là chỗ ngồi, chỗ quay là chỗ ngồi. À, ví dụ, xin sang, hãy Xin hãy chỗ, 请问, sang, chỗ Xin hỏi trên xe còn chỗ ngồi không? Hãy dù chỗ quay mà. Mỹ dù là không còn nữa. Tôi cho mạnh lời rỉnh. Tôi cho mạn lơ rỉnh Đều ngồi đầy người rồi Mạn là đầy Cho mạn là ngồi đầy Tôi cho mạn lơ rỉnh Ngồi đầy người rồi Ngồi chật người rồi Na wo Na Thế thì chúng ta đi bằng cách nào Na đây có nghĩa là thế thì Thế thì chúng ta đi làm sao Zhe me qu Wo men xe qu ba Wo men qi zhi xe qu ba Chúng ta cưỡi xe đạp đi đi Chúng ta cưỡi xe đạp đi đi một đoạn nữa Xin quên trơ phải Dù sao có quê Xin quên là xin hỏi trơ phải là cái dãy này Dù tố sao có quê Có bao nhiêu cái chỗ ngồi vậy Cái dãy này hoặc là cái hàng ghế này Có bao nhiêu chỗ ngồi vậy Dù sử vụ có chỗ quê Dù có quê Có 15 cái chỗ ngồi Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc Xin quên trơ sang Hãy dù chỗ quê mà

lỗ âm hán việt là chữ lâu lâu có nghĩa là cái tòa nhà lâu âm hán việt vẫn còn dùng trong tiếng việt của mình từ này có nghĩa là tòa nhà chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên trung quốc diễn hãng chai nợ xin quên trung quốc diễn hãng chai nợ xin hỏi ngân hàng trung quốc ở đâu chưa na cho lỗ lì biên <laughs> chiêu trai ta nhớ là bằng với trai thôi na cho lỗ lì bên ở bên trong cái tòa nhà đó cho là lượng từ của lỗ nếu ta quên cho thì chúng ta có thể dùng từ cưa để thay thế được chiều trai na cơ lỗ lì bên nhưng lúc đó mình phải dùng tay để chỉ hoặc là gì đó thì người ta mới biết là na cho lỗ là cái tòa nhà nào sư <laughs> na cho ta lỗ ma sư na ta lỗ ma là cái tòa nhà lớn kia phải không na cho ta lỗ tuê đúng một ví dụ khảo sát tiếp. Xin quên quảng lào sư giá chai nở. Xin quên quảng lào sư giá chai nở. Xin hỏi nhà của thầy Vương ở đâu? Chai ơ hào lỗ. Ừ hào lỗ. Ở tòa nhà số 2. Mình ở đây thì hay gọi lô A, lô B, lô C. Hay là tòa nhà A, tòa nhà B, tòa nhà C. Trung Quốc nó không có ABC cho nên là nó hay dùng số để thay thế. Chai ừ ơ hào lỗ có nghĩa là ở cái tòa nhà số 2.

À, chúng ta khảo sát thêm một nghĩa khác đó là lầu hoặc là cái tầng lầu như vậy y lỗ ở er, lỗ xanh lỗ tầng 1, tầng 2, tầng 3 nó bằng với một từ khác là từ sẩn mà mốt chúng ta sẽ học tới à, lỗ có nghĩa là lầu xin quên ran chiến lì lại là má xin quên chiến lì lại má xin hỏi là giám đốc nguyễn đã đến chưa lại lơ má cũng có thể nói là lại là mỹ dụ tha lại là trái lỗ tha lại là trái lỗ sang À, ông ấy đến rồi ở trên lầu ở chai lỗ sang ở trên lầu Tha số chịu tiền khai huê tuy bù Tha số chịu tiền khai huê tuy bù Ông ấy nói là 9 giờ họp có đúng không tôi bù đúng Một ví dụ khảo sát tiếp quên Trung Quốc diễn hãng chai nở Xin quên Trung Quốc diễn hãng chai nở Xin hỏi ngân hàng Trung Quốc ở đâu Chai san lộ Chai san ở tầng 3 Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc Chuyện quên rành chiến lì lại là ma là Chai lộ Tha số chiếu tiền khai huệ Tuy quên Trung diễn Cái tiếp nữa chúng ta khảo sát từ thứ 12 là trơ lị. Trơ lị, âm hán Việt là giá và lý thì không còn thấy dùng. Một từ lý không thì vẫn còn dùng. Ví dụ ông lý trưởng là cái ông trưởng trưởng làng, trưởng thôn gì đó. Rồi vạn lý trường thành. Ở đây thì trơ lì có nghĩa là ở đây hoặc là chỗ này hoặc là nơi này. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên. Quảng hủng trái trơ lì mà. Xin quên quảng hỗn trai ra lì mà. Xin hỏi Vương Hồng có ở đây không? Trai ra lì mà. Tha bố trai ra Tha bố trai ra lì. Bạn ấy không có ở đây. Tha chư sang tiên là. Tha chư sang tiên là. Bạn ấy đi cửa hàng rồi. Tha chư sang tiên. Cho sầm Tha chư sang tiên cho Bạn ấy đi cửa hàng làm gì? Tha giao mải tông xí. Tha giao mải tông xí. Bạn ấy muốn mua đồ. Tha chỉ tiền hồi lãi nè. Tha chỉ điện huế lại nè. mấy giờ bạn ấy trở về? Mấy giờ bạn ấy về đây? huế lại là về đây. Tôi bố chỉ, của bố tao. Tôi bố chỉ, của bố tao. Xin lỗi, tôi không biết. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nè. Chỉ quên, quảng hồn chai trở lì mà. Tha bố chai trở lì. Tha chì sang tiền là. Tha chì sang tiền cho sầm anh Tiếp chúng ta có từ thứ 13 là phản gen. Phản gen, âm Hán Việt là phòng giang. Âm à, Hán Việt nếu mình tách ra thì từ phòng vẫn còn dùng nhiều, à, cái phòng học phòng gì đó. Và chữ gian cũng còn dùng nhiều. Gian này nằm trong thời gian cũng là nó lượng từ cho nó là dĩ cưa dĩ cưa phản chén một cái phòng chúng ta xem ví dụ bên dưới chơi sư nì phản chén mà chơi sư nì phản chén mà đây là cái phòng của bạn phải không sư nì khan cái chuẩn mấy giang sư nì khan chơi cái chuẩn mấy giang vâng bạn xem cái này nó thế nào tức là cái phòng này thế nào á trưa cơ đây có nghĩa là trưa cơ phản chén chấm mấy giang Nì phán chén yêu ta, yêu hào khan. Nì chén có nghĩa là nì tơ phán chén cái phòng của bạn. vô cái gì đó xong rồi thêm một cái vô nữa tức là vừa vừa vô ta, yêu hào khan. Vừa to mà vừa đẹp nữa. Nì tơ phán chén vô ta, yêu hào khan. Hoặc là ví dụ một đứa trẻ nào nó vừa thông minh mà nó vừa dễ thương nữa thì mình nói là thá vô sung miên, vô khờ ai. Hoặc là một món hàng nào nó vừa rẻ vừa tốt. vô phẹn yi, vô hào.

À, cái đứa trẻ này vừa thông minh vừa dễ thương vừa thông minh vừa dễ thương xin mời mọi người chúng ta cùng đọc phản ma khan trơ phản yêu xèo liến Chúng ta đọc cái ví dụ bên dưới luôn chỗ ai. và đến đây mình xin kết thúc phần 2/6 của bài 15, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Xin chào.